Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa đề kiểm tra giữa học kỳ 2 của lớp 4, đây là đề số 3, năm học 2022-2023. Chúng ta có thể tải đề về để làm ở bên dưới phần mô tả của video này nhé. Trong khi chúng ta làm bài, nếu bài nào chúng ta thấy khó hiểu hoặc là không biết làm, chúng ta có thể xem lại video để chúng ta làm. Chúng ta sẽ làm bài câu số 1. Trong đề này chúng ta có tất cả là 10 câu. Câu 1. Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là. A là 3 phần 5, B là 5 phần 3, C là 5 phần 8, D là 8 phần 5. Ta thấy số hình được tô màu ở đây là có 5 hình được tô màu, 5 ô được tô màu, đúng không? Và trong đây có tổng số tất cả là 2, 3, 4, 8 ô. Đấy. 8 ô tô màu. 8 ô tất cả mà tô màu 5 ô, như vậy đã tô màu 5 phần 8. Vậy ta có ý C là 5 phần 8. Ta khoanh về ý C. Câu 2. Phân số nào dưới đây bằng phân số 3 phần 5? Theo quan sát thì thấy phân số 3 phần 5 là phân số tối giản rồi, nhưng còn các phân số còn lại ở các ý A, B, C, D này là chưa tối giản, đúng không? Chúng ta phải rút gọn nó, xem phân số nào rút gọn nó bằng 3 phần 5 thì phân số đó sẽ bằng 3 phần 5. Ta có 30 phần 18 này. Theo quan sát thì thấy ở đây có phân số là 12 phần 15, đúng không? Ta chia cả tử và mẫu cho 3. Chia cả tử và mẫu cho 3 thì nó sẽ là còn là 12 chia 3 bằng 4. 4 phần 5, đúng không? Không bằng 3 phần 5 được. Tiếp theo ta thấy phân số 15 phần 12. Ta chia cả tử và mẫu cho 3, đúng không? Thì 15 chia 3 bằng 4. 12 chia 3 được. Mười lăm chia ba bằng năm, 12 chia ba bằng 4 bằng 5 phần 4, cũng không bằng 3 phần 5, đúng không? Ý B. Ta chia cả tử mẫu cho 6. 18 chia 6 được 3, 30 chia 6 được 5. Đấy. Như vậy ta thấy là cái phân số này bằng phân số 3 phần 5 rồi, đúng không? Vậy ta sẽ chọn ý B là 18 phần 30 sẽ bằng phân số 3 phần 5. Câu 3. Rút gọn phân số 24 phần 36, ta được phân số tối giản là. Đấy. Cái bài này nó lại ngược lại so với bài trên thôi, đúng không? Nó cũng tương tự giống như là tìm phân số bằng phân số 24 phần 36 thôi. Vậy ta rút gọn phân số này đi, xem được phân số nào. Rút gọn phân số 24 phần 36, ta được phân số tối giản là. Ở đây ta nhìn thấy này, chú ý này, phân số tối giản. Ở đây ta 24 phần 36, ta rút gọn, ta chia cả tử mẫu cho 2 thì cũng được phân số này, đúng không? Như vậy phân số này vẫn còn rút gọn được nữa, như vậy nó không phải là phân số tối giản. Quan sát tiếp với phân số này, ta thấy là phân số này vẫn chưa phải là phân số tối giản vì nó còn có thể chia được cho 2 nữa, đúng không? Hoặc là cho 4 nữa đều được. Chia cả tử mẫu cho 2 hoặc là cho 4. Phân số này cũng vậy, đều có thể chia cả tử mẫu cho 3, đúng không? Như vậy là chưa tối giản, vậy chỉ còn duy nhất là phân số này là phân số tối giản thôi. Vậy ta thử rút gọn phân số này xem có bằng 2 phần 3 không? Ta thấy là 24 chia cho 12, đúng không? Thì sẽ bằng 2. Và 36 chia 12 sẽ bằng 3. Vậy như vậy phân số D là 2 phần 3, chính là phân số rút gọn của phân số 2 phần 4, phần 36 về phân số tối giản. Các phân số này cũng đều là rút gọn của phân số 24 phần 36 nhé, nhưng nó lại chưa phải là tối giản, đúng không? Có một ý đây là tối giản thôi, phải ta chọn với ý đây. Câu số 8, câu số 4 này. Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu nói sau. Tổng chấm 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 của số đó chia hết cho 9 thì số đó chấm 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 cho 9. Ở đây ta thấy là chia hết, đúng không? Chính là dấu hiệu chia cho 9 này. Tổng, ta có tổng các chữ số. Của số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết, giống như dấu hiệu chia cho 3, đúng không? Đấy. Thì tổng có chữ số của nó chia hết cho 9 thì nó sẽ chia hết cho 9. Tiếp theo là câu số 5.
đổi 85 m2 7 dm vuông bằng bao nhiêu dm vuông? Ta có các ý A, B, C, D. Bây giờ ta sẽ đổi đã xem bằng bao nhiêu. 85 m2 7 dm vuông bằng bao nhiêu dm vuông? Đấy. Vậy thì ở đây ta sẽ phải đổi cái 7 dm vuông này giữ nguyên rồi. Chỗ mét vuông này ta sẽ phải đổi sang dm vuông. Đây sẽ bằng là 85 mét vuông này. Ta nhân luôn đi, đổi sang dm vuông luôn đi. Ta có mét rồi đến dm đúng không? Mét rồi đến dm, vậy thì mét vuông rồi đến dm vuông. Đơn vị đo diện tích. Hai đơn vị sẽ hơn kém nhau 100 lần, vậy từ đơn vị lớn đổi sang đơn vị bé sẽ thêm hai chữ số 0. Như vậy thì sẽ bằng, ở đây là 85 nhân 100 đúng không? Mét vuông và 7 dm vuông nữa. Đấy. 85 nhân 100 sẽ là 8.500 dm vuông. Và cộng 7 dm vuông nữa đúng không? Sẽ bằng 8.507 dm vuông. 8.507. Người ta thấy ý B là 8.507. Khoanh ý B. Bài số 6. Hình vẽ bên có mấy hình bình hành? A là 2 hình, B là 3 hình, C là 4 hình, D là 5 hình. Bài 6. Hình vẽ bên có mấy hình bình hành? Ở đây có ta thấy là, để nhìn cho dễ nhá, nhìn chỉ cho dễ, chúng ta sẽ viết đặt tên cho nó vào đây cho dễ này, dễ nhìn nhá. A, B, C, D, E, H chẳng hạn, G, Y chẳng hạn nhá. Thì ta sẽ có này, sẽ chỉ ra được các hình này. Hình thứ nhất, hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau. Đấy, chúng ta nhìn thấy là hình thứ nhất đó là hình G, E, H, Y, đúng không? G, E, H, Y chính là hình ở giữa này. Đấy, hình 1 đúng không? Đấy. Hình tiếp theo. D D E B H. D E B H. Đấy là hình số 2. Hình tiếp theo. A E C H. A E C H là hình số 3. Được chưa? Còn một hình nữa, đó là hình to nhất này đúng không? Hình to nhất bao gồm những hình kia, đó là hình A, B, C, D. Như vậy chúng ta có 4 hình đúng không? 1, 2, 3, 4 hình bình hành. Chúng ta khoanh về ý C. Sau đó là bài số 7. Tìm x biết 5/4 nhân với x bằng 3/8 cộng với 5/12. Ở đây ta thấy là bên phía bên vế phải này nó có là một biểu thức đúng không? Vậy ta sẽ phải thực hiện cái biểu thức này. Ta thực hiện cái biểu thức bên phải này là 3/8 cộng với lại 5/12 thì nó bằng bao nhiêu? Mẫu chung là 24. 24 chia 8 được 3, vậy nhân cả tử và mẫu của phân số này với 3. Vậy bằng 9/24. Cộng 24 chia 12 được 2. Vậy nhân cả tử và mẫu của phân số này với 2. 5 x 2 bằng 10. 12 x 2 bằng 24. 24 giữ nguyên. 9 cộng 10 bằng 10. 19 sẽ bằng 19/24. Ở đây giờ ta sẽ có x sẽ bằng. X là một thừa số sẽ bằng tích chia cho thừa số kia. Sẽ bằng 19/24. Chia cho 5/4. Đấy. Chia cho 5/4. X sẽ bằng 19/24. Ta thực hiện phân tính chia này sẽ bằng phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai, nghịch đảo phân số thứ hai là 4/5. X bằng, ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu.
Ta lấy 19 nhân 4. Trên 24 nhân 5. Ta có 19 nhân 4 này. 19 nhân 4. 24 nhân 5, 24 ta có là 24 bằng 4 nhân 6 nhưng mà đúng không? Ta sẽ viết bằng 4 nhân 6 để ta rút gọn 44 trên này đi. Rồi nhân với 5. Sẽ bằng rút gọn 44 này. Vậy bằng 19 phần 6 nhân 5 là 30. Vậy bằng 19 phần 30. Vậy bằng 30. Hết. Chúng ta sẽ làm câu số 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Ba nhân 17/10 cộng 7/10 nhân 5 cộng 2 nhân 7/10. Ta quan sát thấy đây ở đây có nhân đúng không? Nhân 7/10. Đấy, nhân với 7/10, nhân với 7/10. Ta sẽ viết nó thành một số 7/10 nhân với lại một cái tổng đúng không? Viết thành một số nhân và tổng sẽ bằng ở đây là bằng còn 73 cộng với lại bên này là 5 cộng đây là 2 sẽ bằng 7/10 nhân, ta thực hiện trong ngoặc, 3 cộng 5 cộng 2 là 10 và sẽ bằng 7 nhân 10 trên 10 và sẽ bằng là rút gọn 10 với 10 ra còn là 7. Câu 9. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42 m, chiều cao bằng 2/3 độ dài đáy. Tính diện tích mảnh đất đó. Ta có mảnh đất này là mảnh đất hình bình hành, đúng không? Ta sẽ vẽ ra. Đây. Có độ dài đáy là bằng 42 m. Chiều cao bằng 2/3. Chiều cao đây. Đấy. Bằng 2/3 cạnh đáy. Chính là bằng 2/3 của 42 m này, đúng không? Tính diện tích. Muốn tính diện tích của hình bình hành, ta sẽ lấy là độ dài cạnh đáy, đúng không? Độ dài cạnh đáy này nhân với lại chiều cao. Độ dài cạnh đáy biết rồi, ở đây là 42 m rồi. Chiều cao ở đây chưa biết. Chỉ biết là chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy thôi. Như vậy trước khi tìm được diện tích thì chúng ta phải tìm được chiều cao đã. Vậy là chiều cao sẽ bằng bao nhiêu? Chiều cao sẽ bằng 2/3 cạnh đáy, chính là bằng 2/3 cạnh đáy là 42 đúng không? Chính là nhân với 42. 2/3 của 42 sẽ bằng. Sau đó tính diện tích sẽ bằng cạnh đáy là 42 đúng không? Nhân với chiều cao vừa tính được ở đây đúng không? Thì sẽ ra. Ta sẽ làm bài giải bằng hai phép tính. Trước tiên tính chiều cao. Chiều cao của mảnh đất hình bình hành. Sẽ bằng 2/3 nhân với 42. Chúng ta nhân ra nháp đi. Sẽ lấy 3. 2 x 42 chia 3. Sẽ bằng 28 m. Vậy diện tích của mảnh đất đó là
độ dài. Cạnh đấy là 42 nhân với chiều cao là 28. Tám hai mươi sáu với sáu nhân một, tám bốn ba mươi hai thêm một là 33, hai là 4, 8, 7, 11, 1176. Mét vuông. Đó là diện tích nhé, diện tích đây là phải là vuông nhé, mét vuông. Chúng ta làm câu cuối cùng là câu 10. Lớp 4 trên 2 có 27 học sinh tham gia kiểm tra toán giữa kỳ 2. Trong đó có 1 phần 9 số học sinh đạt điểm 10, có 1 phần 3 số học sinh đạt điểm 9, có 4 phần 9 số học sinh đạt điểm 8. Số học sinh còn lại đạt điểm 7. Hỏi có bao nhiêu học sinh? Có bao nhiêu bạn đạt điểm 7? Ta có tổng số học sinh cả lớp là 27 học sinh. Trong đó số học sinh đạt điểm 10 là có 1 phần 9. Đạt điểm 9 là có 1 phần 3 học sinh. Số học sinh. Đạt điểm 8 là có 4 phần 9 số học sinh. Vậy còn lại là đạt điểm 7. Và hỏi xem là có bao nhiêu bạn đạt điểm 7. Vậy để biết được là có bao nhiêu bạn đạt điểm 7, chúng ta sẽ phải lấy tổng số học sinh này trừ đi số bạn. Trừ đi tổng số các bạn đạt điểm 9, điểm 10, điểm 8 kia. Thì sẽ ra số các bạn đạt điểm 7, đúng không? Nhưng ở đây số bạn đạt điểm 10 chưa biết là bao nhiêu. Chỉ bằng biết là bằng 1 phần 9. Chỉ là 1 phần 9 thôi, đúng không? Là 1 phần 3 là điểm 9 thôi. 4 phần 9 đạt điểm 8 thôi. Như vậy chúng ta phải tính lần lượt xem là từng học sinh đạt điểm 10 là bao nhiêu, học sinh đạt điểm 9 là bao nhiêu, học sinh đạt điểm 8 là bao nhiêu. Đấy, tìm được số học sinh đạt điểm 8, 9, 10 là bao nhiêu rồi thì ta sẽ lấy tổng số học sinh đó, cả lớp đó là 27 bạn, trừ đi cái số học sinh đạt điểm 8, 9, 10 này thì sẽ ra số học sinh đạt điểm 7. Ta có là 1 phần 9 số học sinh đạt điểm 10, có nghĩa là 1 phần 9 số học sinh cả lớp này đạt điểm 10. Như vậy ta sẽ tìm được số học sinh đạt điểm 10 là 1 phần 9 bạn đúng không? Nhân với lại tổng số học sinh là 27. Sẽ bằng. Bằng 1 nhân 27 chia 9 bằng 27 phần 9. 27 chia 9 được 3, chính là 3 bạn. Tiếp theo tìm số học sinh đạt điểm 9. Số học sinh đạt điểm 9 thì bằng 1 phần 3 học sinh cả lớp, đúng không? Như vậy sẽ bằng là 1 phần 3 của 27 bạn kia. Tổng số cả lớp là 27. Sẽ bằng 27 phần 3 là bằng 9 bạn. Tiếp theo tìm số học sinh đạt điểm 8. Bốn phần chín số học sinh đạt điểm 8. Như vậy sẽ là 4 phần 9 nhân với 27 bạn sẽ bằng. Cái này ta không nhẩm lên đầu không? Ta phải tính cho nháp này. 4 phần 9 nhân 27 bằng 4 nhân 27 phần 9 bằng. Trên tử ta thấy là 9 nhân 3 bằng 27. Như vậy 27 ta sẽ viết bằng 9 nhân 3.
Ta rút gọn 99 đúng không? Sẽ bằng là 12. 43 là 12. Sẽ bằng 12 bạn. Vậy thì số học sinh đạt điểm 7 sẽ là tổng số là 27 bạn trừ đi số học sinh đạt điểm 10 điểm 10 là 3. 9 là 9 bạn. Điểm 8 là 12. Đấy. Trừ đi tổng số bạn này sẽ bằng 9 cộng 3 bằng 12, 12 cộng 12 là 24. 27 trừ 24 bằng 3 bạn. Ta đáp số. Ba bạn. Ngoài cách này ra thì chúng ta ở câu 10 này chúng ta còn một cách nữa làm rất là nhanh, đúng không? Sẽ không phải tính nhiều nữa. Ví dụ ở bài này chúng ta sẽ làm cách số 2 nhé. Cách 2 này. Giới thiệu cho chúng ta cách thứ hai làm cái bài số 10 số cách 2 nhé. Đấy. Tổng số sinh cả lớp chính là 1, đúng không? Là 1. Đấy, 27 bạn chính là 1. Ta có phân số. Chỉ số học sinh. Đạt điểm 10 là đạt điểm 10 10, 9, 8 đúng không? 10, 9, 8 luôn. Điểm 10, điểm 9, điểm 8 là đấy. Phân số chỉ số học sinh đạt điểm 10, điểm 9, điểm 8 sẽ là điểm 10 là có 1 phần 9 bạn, đúng không? Điểm 9 là có 1 phần 3. Điểm 8 là 4 phần 9. Cộng vào. Sẽ bằng. Mẫu chung là 9. Như vậy ở đây ta sẽ quy đồng mẫu này. Nhân cả từ và mẫu với 3. Như vậy sẽ là bằng 3 phần 9. 1 cộng 3 cộng 4. 1 cộng 3 bằng 4. 4 cộng 4 bằng 8. Chứ là bằng 8 phần 9, đúng không? Học số học sinh. Đấy, số bạn đạt điểm 8, 9, 10 là 8 phần 9 số học sinh. Như vậy thì sẽ còn lại là 1 phần 9 số học sinh đạt điểm 7, đúng không? Vậy là sẽ có là phân số. Chỉ số học sinh. Đạt điểm 7 sẽ là 8 phần 9 số sinh đạt các điểm kia, đúng không? Có nghĩa là tất cả là 9 phần mà các bạn kia đạt điểm 8, 9, 10 là 8 phần rồi. Vậy còn lại là 1 phần nữa, đúng không? Là 1 phần. Là chính là 1 phần 9 nữa, đúng không? Thì ta sẽ có là tổng tất cả các điểm các bạn, tổng tất cả các bạn trong lớp nó chính là 9 phần 9, nó chính là 1. Đấy. Ta trừ đi cái tổng số các bạn đạt điểm 8, 9, 10 này là 8 phần 9. Thì còn lại cái phân số chỉ số các bạn đạt điểm 7 là bằng 1 chính là 9 phần 9 trừ 8 phần 9 bằng 1 phần 9. Vậy ta đã tìm được là phân số chỉ số học sinh đạt điểm 7 là 1 phần 9 số học sinh. Vậy thì 1 phần 9 số học sinh đạt điểm 7 là bao nhiêu? Vậy ta sẽ có số học sinh đạt điểm 7 là chính là 1 phần 9 của 27 bạn. Nó sẽ bằng 27 phần 9 là bằng 3 bạn. Đấy, chúng ta cũng tìm ra 3 bạn như vậy.